Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con bài học tha thứ và cách đối nhân xử thế. Chúa nói: anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có ân nghĩa gì đâu. Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa. Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa. Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Chúa ơi, yêu thương kẻ ghét mình quả thật không dễ dàng chút nào. Chính sự ghen ghét của họ làm chúng con tổn thương, và vết thương đó là rào cản rất lớn giữa chúng con và kẻ thù. Nhưng Chúa ơi, chỉ có tình yêu mới hóa giải được hận thù. Chỉ có tình yêu mới giải thoát chúng con khỏi sự khó chịu do hận thù gây ra. Làm sao để có được tình yêu đó? Chúng con thiết nghĩ chỉ có Chúa mới giúp chúng con được, vì Chúa là tình yêu. Đó là lý do tại sao Chúa muốn chúng con cầu nguyện cho kẻ thù. Vì chính nhờ việc đưa kẻ thù vào trong cầu nguyện, Chúa sẽ hòa giải mối thù giữa chúng con và họ. Chúa ơi, xin giúp chúng con làm điều này. Amen.